Sáng nay ngày 22 tháng 9, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết vừa di lý đối tượng Trịnh Thu Trang, 33 tuổi, trú phường Thành Nhất, thành phố Buôn Ma Thuột, trốn truy nã tại thành phố Hải Phòng về đơn vị để tiếp tục điều tra về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt gần 30 tỷ đồng. Theo tài liệu của cơ quan điều tra, năm 2015, Trang cùng chồng thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ phân phối Bảo Nguyên cho Trang làm giám đốc. Công ty này có trụ sở tại nhà riêng của Trang và hoạt động trong lĩnh vực phân phối thuốc lá cho một số đối tác thành phố Hồ Chí Minh, Khánh Hòa. Để huy động tiền phục vụ cho việc kinh doanh, trong các năm 2016 và 2017, Trang đã đứng ra cầm cố nhà, đất, vay ngân hàng và một số cá nhân khác với tổng số tiền gần 30 tỷ đồng. Tuy nhiên, đến thời hạn trả nợ thì Trang không còn khả năng thanh toán. Cuối năm 2017, do không chịu được áp lực, chồng Trang đã treo cổ tìm đến cái chết, còn Trang bỏ trốn khỏi địa phương. Công an thành phố Hải Phòng đã bắt được Trang khi đang ẩn náu tại nhà một người thân ở xã An Đồng, huyện An Dương và giao cho công an tỉnh Đắk Lắk tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.